Xin chào mọi người, hôm nay mọi người đi bắt ngao cùng với cả Thúy nha, bắt ngao với cả bắt hàu ở phía trước kia. À, mình vừa đi bộ từ nhà mình trên kia xuống đây. À, hôm nay mình sẽ bắt một ít ngao để đem cho bạn mình. Đằng trước nhà mình à, lúc nào cũng có ngao với hàu. Có lúc có cả cua nữa, cá nữa. Nhưng mà mình, hai vợ chồng đều không ăn. Nên là thỉnh thoảng xuống đỉnh cho vui thôi. Đây là một cái bãi. Thì cái bãi này không cần, không phải mua gọi là phiếu để bắt ấy, ngao, bắt hầu. Nhưng mà chỉ những người sống quanh vùng này thì mới được bắt ở đây thôi. Chỉ người lạ thì không được vào đây. Nước cạn mà. Hôm nay nước cạn buổi sáng, có hôm nó theo chu kỳ. Có đợt thì cạn buổi tối, có đợt cạn buổi chiều. Đó, cua ấy, bắt đầu có nhiều cua con lắm rồi, chạy lúc tung này. Wow, nhiều cua con lắm luôn ạ. Cái chỗ đen đen kia là hàu. Mình không có biết tách cái con hàu ra. Mình xuống thì bắt ngao thôi. Tí nha, nhiều cua lắm luôn, cua chạy long quăng. Mình sẽ nhảy lên cho mọi người xem nha, ở dưới này bắt ngao như thế nào nha. Nước phọt lên ấy, là có cái con tu hài á. Ngao đây mọi người này. Đây nha. Nhìn em chưa? Rửa đi. Đó, một con. Đấy. Mình sẽ nhặt nó lên trên này. Tắt nước, mình sẽ rửa qua để đỡ bẩn. Xong mình mới cho vào xô. Ngao thì nó không có ở sâu, chỉ gầy cái lớp cát này lên là thấy nó thôi. Đó. Mọi người ở đây bắt xong rồi ăn xong là phải đổ lại vỏ, trả lại bãi. Tại vì có những con hàu á, trên vỏ của hàu á, nó có rất là nhiều những cái con hàu nhỏ. Chỗ này nhiều lắm luôn. Mình nghẹ tay không được. Chọc vào lại vỡ, vỡ bọn nó ra luôn. Và đây là thành quả của mình sau 30 phút. Tè.
Té nước lại lên rồi.